Tính từ năm 2012 cho đến hết nửa đầu năm nay, ước tính toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được gần 950.000 tỷ đồng nợ xấu. Đây là kết quả đáng ghi nhận của hệ thống tổ chức tín dụng, đặc biệt là kể từ khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết 42 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, để góp phần lành mạnh hơn nữa hệ thống tín dụng, đằng sau kết quả này thì vẫn còn những câu chuyện đáng bàn, đơn cử như có những doanh nghiệp đã trở nên điêu đứng sau khi mua tài sản đấu giá từ nợ xấu. Khu đất này là vị trí thực hiện dự án khu dân cư Hòa Lân mà công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Thiên Phú được tỉnh Bình Dương cho phép từ năm 2002. Và đây cũng chính là tài sản mà công ty Thiên Phú dùng thế chấp vay hơn 1.100 tỷ đồng từ ngân hàng Agribank chi nhánh Chợ Lớn để thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến năm 2015, dự án này vẫn không được triển khai. Thiên Phú vi phạm hợp đồng tín dụng và khoản nợ 1.100 tỷ đồng trên đã trở thành nợ xấu của Agribank. Để giải quyết món nợ này, tháng 4 năm 2015, công ty Thiên Phú đã ký biên bản bàn giao dự án để Agribank Chợ Lớn toàn quyền bán đấu giá tài sản thế chấp, thu hồi nợ. Đó thì bắt đầu mà mở ra để bán đấu giá thì lúc đó là Thiên Phú đã bàn giao tài sản cho ngân hàng. Tại vì Thiên Phú không có khả năng để cái nhất là trả nợ. Cái hai là không có khả năng để tìm đối tác. Trong cái lần mà đấu giá là em là đại diện bên công ty Thiên Phú, là gồm có Thủ Đức House, Thái Bình Xu, với là A Đông Hải, là ba đơn vị đó là dưới bên ngân hàng đó, và một đội ngũ của ngân hàng là phụ trách phía Nam á, là tham gia xuyên suốt quá trình đấu giá là hoàn toàn diễn ra là bình thường. Tức là những đơn vị nào trả giá cao thì người ta thừa hưởng cái tài sản đó thôi. Theo báo cáo của Agribank gửi Thủ tướng Chính phủ, Agribank Chợ Lớn và công ty Thiên Phú đã thống nhất chọn công ty thẩm định giá tài sản, công ty thực hiện đấu giá tài sản. Tuy nhiên, trải qua 12 lần thông báo đấu giá và giảm giá, có sự đồng ý bằng văn bản của Thiên Phú, đều không có khách hàng đăng ký tham gia hoặc có khách hàng mua hồ sơ đấu giá nhưng không nộp tiền đặt cọc theo quy định. Phải đến lần đấu giá thứ 13 vào ngày 25 tháng 5 năm 2017, món nợ xấu của công ty Thiên Phú mới được xử lý khi công ty A Đông Hải, nay đổi tên thành công ty Kim Oanh, chúng đấu giá với giá mua 1.353 tỷ đồng, cao hơn 390 tỷ so với giá khởi điểm. Sau đấu giá, món nợ xấu của Thiên Phú tại Agribank Chợ Lớn được giải quyết, dự án Hòa Lân có nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, cho đến nay dự án cũng vẫn chưa thể triển khai khi chính công ty Thiên Phú lại nộp đơn đến Tòa án Nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh khởi kiện công ty tổ chức đấu giá và Agribank yêu cầu hủy hợp đồng bán đấu giá tài sản, vô hiệu hóa hợp đồng tín dụng và nhiều tài sản khác. Bên cạnh đó, trên cơ sở yêu cầu của Thiên Phú, Tòa án Nhân dân quận 7 đã quyết định cấm dịch chuyển về tài sản dưới mọi hình thức. Đối với các tài sản là quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư Hòa Lân với chỉ 1 tỷ đồng tiền dự phòng thiệt hại. Điều này cũng có nghĩa công ty Kim Oanh không thể triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo để triển khai thực hiện dự án. Chúng tôi đổi đơn kiến nghị khiếu nại và năn nỉ giải trình trong gần 8 tháng qua. Nhờ doanh nghiệp chúng tôi là rất khó khăn về cái nguồn tài chính trong 3 năm. Chúng tôi không phải nguồn tiền chúng tôi tự có mà nguồn tiền từ huy động ngắn hạn, dài hạn của nhà đầu tư vay ngân hàng 3 năm trời. Tới tiền lại chúng tôi trả lên giờ tới thời điểm là trên hơn 2.000 tỷ. Nhưng đến nay chúng tôi đang khủng hoảng trong tinh thần, khủng hoảng doanh nghiệp và mong muốn rằng được cho chúng tôi triển khai một dự án, một trong mấy dự án ở Bình Dương để chúng tôi sớm đi vào hoạt động. Xử lý được món nợ xấu ngàn tỷ thành công, nhưng giờ đây Agribank Chợ Lớn lại trở thành bị đơn của vụ kiện từ việc bán đấu giá theo tinh thần nghị quyết 42 của Quốc hội từ chính khách hàng tạo nợ xấu. Kim Oanh, đơn vị chấp nhận bỏ ra gần 1.500 tỷ đồng để chúng đấu giá, tháo gỡ nợ xấu cho ngân hàng, nay lại lao đao, điêu đứng do vướng vào khiếu kiện. Còn dự án Hòa Lân sau 17 năm vẫn còn là bãi đất trống.